Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, giao thông là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, và ngay sau khi chúng tôi thực hiện chương trình đối thoại tuần vừa rồi liên quan tới đường sắt đô thị, đặc biệt chúng tôi đã cùng các khách mời nói về vai trò tầm quan trọng của đường sắt đô thị Hà Nội, cũng như tại sao chúng ta làm ngầm làm nổi và cách thức để chúng ta triển khai hiệu quả mà không bị đội vốn và kéo dài thời gian. Đến số đối thoại này chúng tôi vẫn tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề đó để trả lời thêm những thắc mắc, những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi cho chúng tôi trong tuần vừa rồi. Hy vọng sẽ có một chương trình hữu ích cho quý vị khán giả, những người quan tâm tới đề tài của đối thoại. Tham gia chương trình đối thoại tuần này thì tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, chuyên gia Giao thông Đô thị. Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục cùng chúng tôi trao đổi thảo luận về một vấn đề mà không chỉ các doanh nghiệp, những chuyên gia quan tâm mà rất là nhiều người dân và đặc biệt là khán giả của VTV quan tâm trong tuần vừa qua. Và ngày hôm nay thì ông Hòa, tiến sĩ về kinh tế, thì cũng sẽ đại diện tiếng nói của người dân quan tâm tới một vấn đề mà hai chuyên gia của chúng ta sẽ cùng giải đáp. Thì trước khi mà chúng ta bàn luận tiếp về cái câu chuyện đường sắt đô thị thì xin mời các vị khách mời cùng vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Rõ ràng là ai cũng biết làm ngầm với cái hệ thống tàu điện như thế này, cái giá thành nó có thể đội lên 3 đến 4 lần so với làm nổi. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái phương án làm nổi. Bởi vì ví dụ như là bây giờ chúng ta đang ở cái năm 2018 rồi chứ không phải năm 1900 nữa. Thành ra cái hệ thống thiết kế, những cái hệ thống nổi của chúng ta ấy, nó hơi cổ quá. Bê tông nó với cái khối tích nó quá nặng nề. Trong khi đó các đô thị phát triển ở trên thế giới họ dùng những cái hệ thống treo rất nhẹ nhàng, thậm chí nó sẽ là cái kiến trúc cảnh quan tô điểm đẹp thêm cho đô thị thì nó sẽ không gây cái bức bối trong cái vấn đề của người dân thôi. Chứ còn rõ ràng là phương án làm ngầm thì đấy là điều kiện bất khả kháng, người ta mới phải làm ngầm. Tất cả khu vực nội thành hay là nội đô lịch sử kiểu 36 phố phường thì không thể làm đường sắt nổi được. Và toàn bộ cái khu gọi là đô thị Pháp mở rộng cũng không thể làm nổi được. Do đó cho nên là chúng ta phải là làm chìm ở khu vực đấy. Thế chỗ nào làm nổi? Làm nổi là chỉ có khu vực nào mà đường cho phép chúng ta đi một bên hoặc đi giữa. Ví dụ thế. Mà ngay hiện nay chúng ta đi một bên thôi, chặt bao nhiêu cây dân đã nói rồi. Nhưng mà phải đi như thế bởi vì liên quan đến tiền bạc. Như anh Huy nói, ngầm nó gấp 3 lần tiền. Đến 2050, Hà Nội GDP bao nhiêu? Lúc đấy chúng ta mới nghĩ đến những cái gì? Thì từ đấy ra các nhà quy hoạch mới đưa ra là Hà Nội, khuyến cáo Hà Nội đưa các phân tích lựa chọn nên dùng loại gì, thì Hà Nội lựa chọn đấy, có những loại đấy nó phù hợp. Anh Chính nhớ không? Chúng ta tổ chức hội thảo rất nhiều, sao không ngầm, sao không nổi, để chúng ta làm và sau đó chúng ta chọn lọc này. Với cái nguồn thu tài chính như thế, với cái nguồn lực của quốc gia như thế thì chúng ta làm cái này là phù hợp và nó phù hợp cả cho lâu dài anh ạ, chứ không phải cái 1259 mà cái quy hoạch 519 này nó bền vững cho chúng ta ít nhất phải 50 năm anh ạ. Không, cái này thì em khẳng định đấy. Thế nên cái bền vững 50 năm đấy thì nó phải là cái gì để cho nó phù hợp, thì cái này cái quy hoạch là tương đối phù hợp. Tất cả chúng ta hiện nay Hà Nội không có quy hoạch ngầm. Đúng rồi. Dẫn đến là phát triển mạng lưới ngầm rất khó. Chính xác. Hiện nay chúng ta không quản lý được, không quản lý được. Ví dụ nhà đô thị chúng ta chọc trời, đâm xuống dưới hàng 30, 40 mét, 50 mét, ngầm đi vào đâu được nữa. Giao thông ngầm không chỉ có metro là ngầm nữa. Đúng rồi. Trong đô thị giao thông ngầm ấy là một trong những cái khái niệm mà chúng ta phải hiểu rõ. Bởi giao thông ngầm là ngoài cái chuyện là làm metro ra, thế còn bao nhiêu công trình kiến trúc ngầm là trong tất cả những công trình cao tầng hoặc công trình thấp tầng, nhưng mà bên dưới nó là cả một cái hệ thống thương mại, dịch vụ, rồi là chỗ đỗ xe, và nó linh từ nhà nọ nhà kia, và tất cả cái đấy mình phải tính toán. Thậm chí ở Tokyo người ta coi công trình ngầm là cái chỗ để mà thu nước lúc mà mưa lớn, người ta thu vào đấy. Nó là công trình dự phòng an ninh quốc phòng nữa. Lúc mà có vấn đề người ta xuống đấy. Và cái đấy người ta trữ nước rất lớn cho những trận mưa rất lớn, và sau đấy người ta bơm ra. Và công trình đấy người ta xử lý rất nhiều thứ. Vâng, thưa các khách mời, như tôi giới thiệu là đây là số đối thoại thứ tư bàn về chủ đề này ạ, nằm trong cái đề tài về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Thì trong 3 số trước chúng tôi thường đặt câu hỏi với các khách mời, đó là tại sao chúng ta lại làm ngầm, tại sao chúng ta làm nổi, nguyên nhân như thế nào. Và đến bây giờ thì vẫn chưa giải đáp hết được cái thắc mắc của quý vị khán giả liên quan đến việc là làm đường sắt đô thị tại Hà Nội, tại sao chúng ta làm ngầm làm nổi như vậy. Với góc nhìn của người dân thì ông Hòa có bao giờ thắc mắc về cái chuyện là tại sao mà chúng ta không giống nhiều nước trên thế giới, chúng ta làm đường sắt là làm ngầm chứ không làm nổi như thế, như cái cách chúng ta xây dựng hiện nay không ạ? Đây chính là một vấn đề mà cái câu hỏi tôi thường xuyên đặt ra cho cá nhân mình. Lý do là khi tôi trở về Việt Nam năm 2010 thì tôi đã thấy một cái công trình của chúng ta đang sừng sững ở trên đường và bắt đầu làm. Từ năm 2010 đến nay đã là 8 năm. Và công trình đấy vẫn chưa đưa vào hoạt động. Trong khi rất nhiều các nước trên thế giới là đường họ làm ngầm ở dưới đất. Với cá nhân tôi, và tôi cũng những cái gì tôi nhìn thấy và rất nhiều những người xung quanh tôi đều cho rằng làm nổi rất tốn diện tích, rất tốn diện tích. Ở đây có chúng ta, nếu chúng ta nhìn là một cái tầm nhìn trong tương lai, con người chúng ta thường tức là cái sinh sôi nảy nở lên càng ngày càng đông lên, nhưng đất đai về tài nguyên thì không bao giờ sinh ra được nữa. Vậy thì với rất nhiều các quốc gia là người ta phải nhìn nhận ra vấn đề là chúng ta phải tận dụng toàn bộ các nguồn lực. Thì một trong những nguồn lực đấy chính là cái nguồn lực về đất đai, nguồn lực về không gian. Cho nên họ đã tận dụng bằng cách là thay vì họ làm nổi trên mặt đất thì họ làm ngầm ở dưới đất, để họ tận dụng được một cái nguồn lực rất mạnh mẽ ở dưới lòng đất. Một cái điểm nữa, ở dưới lòng đất nó có một cái điểm rất hay ở chỗ là phần lớn ở dưới lòng đất là các cái hạ tầng. Tôi không phải là dân địa lý nhưng nó có rất là nhiều các cái mạch, rất nhiều cái nước mà đôi khi có thể làm rỗng, ảnh hưởng đến các cái địa tầng. Thì cái làm đường ngầm như vậy thì nó sẽ làm có độ khỏe ở dưới mặt đường ở dưới rất nhiều hơn. Ngoài cái yếu tố là chúng ta tận dụng được cái không gian ở dưới mặt đất thì chính làm cho cái địa tầng ở trên mặt đất này sẽ khỏe hơn. Đấy là một cái yếu tố thứ hai về cái giá trị. Cái yếu tố thứ ba nữa, khi mà cái địa tầng ở trên mặt đất mà chúng ta còn nhiều không gian thì cái áp lực mà làm đường rộng cho các ô tô trong tương lai nó sẽ giảm thiểu đi rất nhiều lần. Còn nếu chúng ta làm đường sắt ở trên mặt đất nữa thì cái không gian chúng ta rất hẹp, chúng ta lại tranh cái đường sắt với đường các cái loại hình giao thông khác. Thì tôi cho rằng cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng thực sự cho tương lai, ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn lực. Mà khi chúng ta đã làm đường sắt ở trên mặt đất rồi thì chúng ta rất khó để chúng ta tận dụng được cái nguồn lực tài nguyên ở dưới mặt đất. Thì với cá nhân tôi thì tôi ủng hộ cho cái việc mà chúng ta làm ngầm dưới mặt đất. Vâng. Thêm ý kiến của khán giả gửi cho chúng tôi nữa là nếu mà chúng ta làm ngầm thì chúng ta sẽ giữ được cái cảnh quan ở phía trên, rồi làm ngầm thì về chi phí giải phóng mặt bằng ở trên mặt đất thì nó rất là lớn và nó có thể gây ra thậm chí là những cái tiêu cực nữa. Thì khi mà chúng ta làm ngầm chúng ta cũng hạn chế được điều đấy. Không biết là với những cái luận điểm như vậy thì hai chuyên gia về giao thông thì sẽ lý giải như thế nào cho ông Hòa cũng như khán giả của chúng tôi ạ? Ông Tuấn ạ. Tôi nghĩ là giao thông đầu tiên chúng ta nghiên cứu một hệ thống giao thông đưa vào sử dụng, phải xem xét đến cái chức năng của hệ thống đấy đầu tiên. Thì đối với những đô thị lớn thì kinh nghiệm trên thế giới chỉ ra rằng là từ lý thuyết cho đến thực tế là đều phải dựa trên hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là metro làm hệ thống giao thông xương sống. Và đồng thời những trục đường chính cũng là nơi mà chúng ta bố trí các tuyến metro ở bên dưới. Thông thường các đô thị lớn là như vậy. Và các trục đường chính này nó cũng có vai trò là định hình lên cái kiến trúc của đô thị, không gian, phân chia cái không gian của đô thị. Và rõ ràng là xét về mặt kiến trúc thì chúng ta đưa một tuyến metro đi nổi trong đô thị và đi ngầm thì đi nổi nó sẽ ảnh hưởng phá vỡ cái cảnh quan trong đô thị rất nhiều. Đi ngầm thì ngoài cái vấn đề về kiến trúc thì còn có rất nhiều những cái lợi ích khác, đặc biệt là lợi ích về khai thác sử dụng không gian. Bởi vì như chúng ta đều biết là mỗi một tấc đất ở trong đô thị đều đấy là tất vàng, thậm chí là kim cương. Ở những cái vị trí càng quan trọng, càng trung tâm thì nó càng đắt đỏ. Nên là bài toán ở đây bản chất cũng là một bài toán đầu tư và bài toán cân đối giữa cung và cầu thôi. Nếu như mà đi ngầm mà nó có thể khai thác được không gian và mang lại hiệu quả đầu tư thậm chí là cao hơn thì không có lý do thì chúng ta không cân nhắc để đi ngầm. Tất nhiên là so với đi nổi chúng ta so sánh bài toán ngay từ ban đầu. Đơn giản thôi thì về chi phí xây dựng thì nó sẽ rẻ hơn, rẻ hơn khoảng một nửa so đến khoảng 1/3. Nếu chúng ta làm đi nổi ở trong trung tâm của đô thị thì điều đấy nó ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề. đặc biệt là mỹ quan kiến trúc, rồi đến cái khả năng tiếp cận đến những dịch vụ khác. Nó làm giảm cái khả năng tiếp cận đến dịch vụ khác, và thậm chí là cho bản thân cái hệ thống giao thông khi đi nổi ấy, cái khả năng tiếp cận đến cái hệ thống đấy nó cũng bị ảnh hưởng, bị những công trình ở trên mặt đất nó chiếm dụng không gian, và chúng ta không có khả năng cung cấp ra một cái dịch vụ tiếp cận tốt đến các nhà ga. Đồng thời là khi chúng ta làm đi nổi như vậy dẫn đến là cái không gian sử dụng đường ở bên dưới cho các phương tiện khác nó cũng bị giảm đi, giảm cái năng lực đi, nên tổng năng lực chung của cả cái tuyến đường đó, cả cái trục đường đó, tính cả đường sắt và các loại phương tiện khác, nó cũng bị suy giảm đi. Nhưng ở đây là bài toán đầu tư, nó cũng bản chất của dự án giao thông cũng là một bài toán đầu tư. Nếu như bài toán này mang lại lợi ích về mặt kinh tế xã hội, cái chỉ số về mặt kinh tế xã hội tốt hơn, thì chúng ta cần phải cân nhắc. Ví dụ như nếu chúng ta làm ngầm và kết hợp với việc khai thác không gian ngầm thì mới có thể mang lại được cái hiệu quả đầu tư. Đồng thời nó sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất của cả cái vùng ảnh hưởng của nó. Cụ thể ở đây vùng ảnh hưởng nó trong vòng khoảng bán kính khoảng 500 m, chắc chắn một điều là giá trị sử dụng đất đấy nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải có bài toán ở đây là bài toán về tích hợp tổng thể trong việc phát triển sử dụng đất, không gian ngầm và giao thông đô thị bằng đường sắt. Ông Thủy bổ sung thêm. Nói rộng ra một tí về lịch sử thì tại sao làm tàu điện ngầm nó đắt như thế. Tàu điện ngầm bây giờ nếu mà giá của nó phải từ 100 triệu đô la đến 150-60 triệu đô la. Ở những năm 90 thì nó khoảng độ 90 đến 100 triệu. Bây giờ thì giá nó tăng lên rồi. Thế thì là tại sao lại đắt như thế mà tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở London lại từ năm 1863 người ta đã xây dựng rồi. Tiếp đến ấy, là Budapest từ 1896 người ta đã xây dựng. New York là 1868. Paris là 1900, rồi là Tokyo là 1927, Moscow là 1935. Thì rõ ràng là tàu điện ngầm được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Và lúc đó nền kinh tế rất eo hẹp, rất khó khăn nhưng người ta vẫn xây dựng. Thì lật lại bài toán chúng ta thấy là tác dụng của tàu điện ngầm. Tôi nói qua tí, tức là nếu so sánh với tàu trên cao với tàu ngầm thì nếu mà nói về năng lực và hiệu quả thì tàu trên cao không thể nào so sánh được với tàu điện ngầm. Ta có nói thẳng như thế. Tàu điện ngầm vì sao? Thứ nhất như các anh nói, nó là một công nghệ gọi là công nghệ khai thác không gian, đúng không ạ? Nếu chúng ta có những cái tuyến mà vành đai 3, vành đai 2, riêng cái tiền mà đền bù cho dân đã 60%, 70%. Thế thì tàu điện ngầm Nhật Bản người ta đã tổng kết là giảm đi đến 60% chi phí nhờ không phải đền bù cho dân, nữa là tiết kiệm không gian. Cái thứ hai ấy, là tàu điện ngầm đi phía dưới cho nên là nó không bị cản trở, nó không có một bị ảnh hưởng yếu tố về thời tiết, về tất cả những yếu tố khác, cho nên là tốc độ rất cao, đi rất đúng giờ và cái độ tin cậy của nó rất là lớn, cho nên là nó là phương tiện gần như duy nhất có thể cạnh tranh được với phương tiện cá nhân. Mà ở các nước là như là Tokyo chẳng hạn là đến 60% người dân người ta đi tàu điện ngầm. Một ngày Moscow và Tokyo có thể vận chuyển được 8 triệu hành khách, cho nên là hiệu quả rất cao. Cái thứ ba là tàu điện ngầm ở dưới thì là nó có một cái ưu điểm, tức là nó không phụ thuộc vào thời tiết và nó tạo thuận lợi cho người đi. Và điểm nữa là khi mà chúng ta khai thác nó thì là cái hiệu quả rất cao. Hiệu quả cao thể hiện rõ nhất là ở cái năng lực vận chuyển. Một tuyến tàu điện ngầm có thể vận chuyển cao nhất là có thể 60.000 hành khách trong một giờ, gấp 10 lần ô tô buýt, gấp hàng trăm lần phương tiện cá nhân. Vì vậy cho nên là khi trong 10 giờ cao điểm dòng người đổ xuống dưới nước thì chỉ có tàu điện ngầm mới có thể tải nhanh được cái lượng hành khách như thế. Vì vậy cho nên cái hiệu quả nó rất lớn. Thế còn tàu điện trên cao tôi nói rất ngắn gọn, tức là như các anh đã nói đủ rồi, phải không ạ? Nó gây chướng vật, rồi gây cản trở về tầm nhìn, nó giảm mỹ quan, nó gây ô nhiễm, cả tiếng ồn, một ô nhiễm về vấn đề là khí thải, đúng không ạ? Và thứ hai là không gian chúng ta thì hẹp. Tôi nói ví dụ như là cái tuyến Nhổn Ga Hà Nội chúng ta xây dựng, hoặc là cái tuyến Hà Đông Cát Linh, mặt đường chúng ta chỉ có mấy làn xe mà chúng ta lại làm một cái chuyến tàu điện ngầm, tàu điện trên cao ở giữa thì nó gây rất cản trở. Và tôi rất viết không ý hơn 4-5 bài báo tôi đề nghị là nên cho nó ngầm, vì cái tuyến của Nguyễn Trãi là cái tuyến tàu ngầm hợp lý nhất. Như anh Tuấn biết ấy, tức là một thành phố 1 triệu dân trở lên người ta phải có tàu điện ngầm rồi, cũng bên 10 triệu rồi, phải không ạ? Dòng hành khách, gọi là cường độ dòng hành khách có thể là 30-40 vạn trong một tuyến rồi. thừa sức để làm tàu điện ngầm, rồi tại sao không làm ngầm mà làm trên cao? Thì ở đây chúng tôi thấy là bài toán như thế là nó không hợp lý. Và thứ ba nữa là tôi xin nói là tại sao ấy chúng ta lại làm cái tuyến anh Tuấn nghiên cứu, thì anh sẽ thấy là tại sao chúng ta lại làm trên cao rồi lại chui xuống ngầm, phải không ạ? Ở các nước ít có nhưng mà rất ít, người ta ngầm thì ngầm hết, cao thì cao hết, phải không ạ? Thì cho nên là điều đó là nó bất hợp lý ở chỗ là nó cản trở cái vận tốc vận chuyển, cái hiệu quả vận chuyển. Tôi đang đi thiên cao này, tôi phải xuống ngầm thì bằng mấy động tác xuống ngầm, hoặc là ta hạ đồi dốc, phải không ạ? Hoặc là ta phải xuống ta mua vé đi tiếp, nó làm cho cái lưu tốc của dòng xe nó giảm đi và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả vận chuyển. Thì cái điều đó theo tôi đề nghị là đã ngầm là ngầm hết và đã cao là cao hết, thì như thế nó sẽ tốt hơn. Và thứ ba nữa là chúng ta có hiện tượng là nhầm lẫn giữa cái tàu ngoại thành và đường sắt đô thị. Đấy. Thì chúng ta xây dựng một cái tuyến, tôi nói ví dụ xây dựng một cái tuyến mà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là từ bên chợ Bến Thành với tặng đến Thủ Đức. Thế thì thực chất nó là cái tuyến là tàu ngoại thành rồi. Đấy. Mà tàu ngoại thành thì nó có cái chức năng khác, tức là chủ yếu đưa người từ ngoại thành vào. Nhưng mà tàu điện ngầm chúng ta hoặc là metro chúng ta chủ yếu là vận chuyển nội thành thôi. Đấy. Thì cho nên là hôm nọ tôi đã nói ở trong cái chương trình đó là cái mạng lưới quy hoạch chúng ta nên là theo kiểu nở hoa, tức là chúng ta đô thị hóa đến đâu chúng ta tàu điện ngầm chúng ta xây đến đó, chứ không nên là làm độc tuyến đi hàng mấy chục cây số. Thế thì nối kết thế nào? Một cái tuyến đó ta với ra ngoài như vậy, thế thì ta đi tiếp các tuyến khác ta đi thế nào đấy? Đi bằng xe buýt hay đi bằng taxi? Thế thì ở các nước người ta không làm như thế, mà hầu hết là người ta làm theo cách nở hoa, như Moscow hay là London hay là Paris hay là Tokyo, người ta đều xây. Như cái tuyến đầu tiên chúng tôi biết ở Tiệm Khắc, khi mà thành phố Prague mới có 1 triệu thì Tổng Bí thư đã đính khắc bằng cái tuyến khách hàng đầu tiên là cái tuyến chỉ có 3 cây số thôi, đúng không ạ? Chúng ta để xây dựng cái tuyến vài chục cây số một lúc, thì vài chục cây số cái đó nó gần như tuyến độc đạo rồi, và tuyến độc đạo thì tính nối kết nó ít. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái quy hoạch nên có cái sự cải tiến lại, làm sao chúng ta tạo ra cái mạng lưới trong đô thị cái đã, phải không ạ? Thế còn về cái hệ thống mà đường sắt đô thị ấy, thì nó gồm có tàu điện này, rồi là metro này và đường sắt ngoại thành, thì chúng ta tách cái đó ra. Rồi sau này đường sắt ngoại thành chúng ta dùng xe điện cũng được, hoặc là chúng ta dùng đường sắt quốc gia cũng được. Thì những cái đó nên có cái sự phối hợp, nó đồng bộ, nó nối kết thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Vâng. Tôi nghĩ chắc là ông Tuấn phải có thêm thông tin bổ sung, bởi vì các số trước chúng tôi cũng đặt câu hỏi như vậy, và rất nhiều khách nói rằng là cái cách chúng ta làm ngầm làm nổi như hiện nay là rất hợp lý, đã được tính toán rất là kỹ rồi và chúng ta đã phải cân đối nhiều yếu tố. Ông Tuấn có nghĩ thế không ạ? Thực tế thì chúng ta nhìn ra các thành phố họ hiện nay đang khai thác vận hành hệ thống metro, đường sắt đô thị, thì cũng có những tuyến như ông Thủy nói, có những tuyến họ đi ngầm, những tuyến họ đi nổi, và cũng có những tuyến kết hợp với ngầm và nổi, nhưng có sự phân định rất là rõ ràng về mặt không gian. Đã trong đô thị, trong phần lõi của đô thị, tất cả 100% các tuyến xây mới họ đều là đi ngầm hết. Không có một hệ thống nào hiện nay xây mới mà chúng ta xây nổi ở trong lõi đô thị. Chỉ có cái phần gọi là ở các nước họ hay gọi là đường sắt vùng, hoặc là đường sắt ở cái phần ngoại ô. Thì đi ra đến phần ngoại ô thì có hai lý do, là một là cái nhu cầu đi lại ở phần ngoại ô nó cũng thấp hơn, thứ hai là cái không gian ở ngoại ô cũng có nhiều không gian về đất hơn, nên nhiều nước thì họ cũng có cho phép là đi nổi, nhưng mà với nhiều hình thức khác nhau. Đi nổi ở đây và thông thường cái hình thức mà tôi nghĩ là nó phù hợp là chúng ta đi nổi nhưng ở trong các cái kênh đào hở, mặc dù là chúng ta vẫn nhìn thấy nó chạy nổi nhưng mà đất, nhưng bản chất là nó đi một phần nó là ngầm ở bên dưới, nó giảm được cái tiếng ồn, giảm ô nhiễm môi trường và tăng được cái tính kết nối cũng như là vận tốc lưu thông luôn được đảm bảo. Đấy. Còn đấy, cái việc mà chúng ta làm nổi bên trên mặt đất, cũng có một số thành phố, thậm chí là Singapore họ cũng có những tuyến tàu điện là nổi trên mặt đất, nhưng đấy là những tuyến ngoại ô dẫn từ sân bay vào trong trung tâm đô thị, và sẽ đến một cái khu vực nào đó sẽ có ga trung chuyển để luân chuyển với hệ thống mạng lưới nằm trong nội đô. Thì cái mạng lưới trong nội đô là cái mạng lưới cần phải ưu tiên đầu tư trước về mặt trình tự triển khai, vì nơi đó là nơi mà đã diễn ra cái nhu cầu giao thông lớn rồi và cần phải hoàn thiện một mạng lưới. Bởi vì bản chất của vận tải công cộng, nói đến tính hiệu quả vận tải công cộng là tính kết nối trên mạng lưới, chứ không phải là một tuyến độc đạo. một tuyến độc đạo mà metro chạy một tuyến độc đạo thì chắc chắn là sẽ không có khách, sẽ có rất ít khách so với kỳ vọng. Một tuyến mà theo kỳ vọng hiện nay chúng ta thiết kế là khoảng 15 cho đến 30.000 hành khách trên 1 giờ. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta chỉ làm một tuyến độc đạo thì theo ước tính của tôi nó chỉ được dưới 10.000 hành khách trên 1 giờ. Và dưới 10.000 hành khách trên 1 giờ thì hoàn toàn chúng ta có thể xem xét đến những cái phương thức khác mà hiệu quả hơn là đầu tư metro. Đấy. Thì đấy là xét về mặt hiệu quả đầu tư như vậy. Còn như ông Thủy nói, những thành phố mà trên 1 triệu dân thì người ta đã phải xem xét đến để làm metro. Thì chúng ta đấy là ở các nước phát triển có điều kiện hơn. Ở chúng ta thì theo tôi cái điều kiện chúng ta có thể là những thành phố mà nó ở cái cấp độ ví dụ khoảng 3 triệu dân trở lên chúng ta có thể xem xét để làm metro. Như vậy thì không chỉ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố khác cũng sẽ phải tiến đến để xem xét đến hệ thống này. Thì với những gì chúng ta đang triển khai và những gì mà sẽ đưa vào khai thác hoạt động, chúng ta sẽ đấy là những bài học kinh nghiệm mà bản thân chúng ta sẽ phải tự rút ra được để triển khai hiệu quả hơn cho những tuyến sau này và những thành phố khác. Ở đây thì xét về mặt nhu cầu thì tôi thấy là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng trên những trục đường chính đô thị thì cái nhu cầu đi lại, hành khách đi lại trên đó trên 1 giờ trên một hướng đã lớn hơn 100.000 hành khách trên 1 giờ trên một hướng. Như vậy thì chúng ta đưa metro vào thì bản thân một tuyến metro có hoạt động hết công suất cũng không chở được hết cái nhu cầu hành khách đó. Kết hợp với những cái phương thức khác giao thông cá nhân và những phương thức giao thông công cộng khác. Nhưng mà để cái con số đấy để cho thấy là cái việc đầu tư metro là cấp thiết, bởi vì không có một hệ thống giao thông cá nhân nào ở trong đô thị Việt Nam có thể đáp ứng được điều đấy. Nếu như chúng ta đầu tư phát triển phụ thuộc vào giao thông cá nhân thì kinh nghiệm thấy là những thành phố mà để hệ thống giao thông cá nhân hoạt động được một cách gọi là ở một mức chất lượng trung bình thì tổng diện tích đất dành cho giao thông nó phải lớn hơn 20% cho những tuyến đường từ cấp kết nối trở lên. Đó. Mà hiện nay ở Hà Nội, cả Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì diện tích đó chúng ta dành cho giao thông mới chỉ dưới 8%. Như vậy chúng ta cần phải làm khoảng gần 3 lần. Đấy, gần 3 lần nữa. Thì rõ ràng là với cái tính khả thi mà chúng ta nhìn vào cái tài nguyên và đất thì chúng ta không thể nào có thể làm được theo kịch bản đó. Vì giao thông công cộng khối lượng lớn đấy là bài toán sống còn bắt buộc chúng ta phải triển khai. Còn triển khai như thế nào cho hiệu quả và triển khai theo lộ trình như thế nào thì đấy chính là bài toán mà chúng ta đang bàn ở đây. Tôi cho rằng có một cái yếu tố mà tôi rất là những cái thông tin của hai chuyên gia vừa chia sẻ, có rất nhiều những cái thứ mà với những cái tư cách của người dân chúng tôi sẽ được hiểu hơn rất là sâu hơn. Có một cái vấn đề mà tôi rất là quan tâm với những cái người làm chính sách, những người xây dựng cái chiến lược về giao thông ấy, nó liên quan đến cái vấn đề không phải sử dụng trước mắt, không chỉ là một cái ngành dịch vụ mà chúng ta giải quyết những cái nhu cầu cấp thiết trước mắt, mà để còn giải quyết cả những vấn đề cả hàng trăm năm sau. Như vấn đề như tiến sĩ Thủy vừa chia sẻ, rất nhiều các quốc gia người ta đã làm cách đây hơn 100 năm. Có nghĩa là đến lúc này những các cái có lẽ là cái lúc đấy dân của các quốc gia đấy nó còn đang rất ít. Và nếu mà chắc chắn những nhà lãnh đạo lúc đấy sẽ bị rất nhiều những cái người dân người ta phản đối, bởi vì ít dân thế này mà tại sao các ông lại mất chi phí lớn như thế. Những cái vấn đề đây, những nhà lãnh đạo đấy họ đã có một tầm nhìn cả trăm năm. Họ tầm nhìn đây là vấn đề không phải giải quyết cho những vấn đề ngay trước mắt mà giải quyết cho hàng trăm năm nữa, khi cái mật độ dân số ở đây chúng ta rất đông lên, khi cái lượng tài nguyên mà đặc biệt liên quan đến tài nguyên đất đai chúng ta không còn nữa. Vậy thì cái vấn đề lúc này một nhà lãnh đạo, tôi tin rằng nhà lãnh đạo đặc biệt liên quan đến cái kiến trúc đô thị, kiến trúc về giao thông đấy cần phải nhìn một cái tầm nhìn xa hơn, ở chỗ là mình làm trên không, mình làm trên mặt nổi trên mặt đất hay ở dưới đất thì cũng phải luôn luôn phải mở cửa cho một cái hướng là tương lai nếu những người khác người ta mở rộng về giao thông ra, họ còn cơ hội để làm dưới đất hay không? Họ còn những cái cách mà họ có những không gian nó có ảnh hưởng gì những phía bên trên hay không? Hay là đã làm cái yếu tố giao thông bên trên mặt đất rồi thì người ta không thể làm được dưới đất trong tương lai nữa. Thì đây tôi cho rằng đó là một cái điều rất là khó không chỉ lúc này mà khó cả trong tương lai nữa. Chính vì vậy mà cái việc chi phí, tính chi phí cho một dự án bây giờ nó không phải chi phí cho một km đường thực tế bằng mang tính chất vật lý, mà chúng ta cần phải tính toán cả những vấn đề chi phí cho cả một tương lai. Thì cái điều đấy tôi với tư cách là một người dân thì tôi đề xuất những cái người thực hiện chính sách đấy cần phải suy nghĩ rất là sâu. Mà chúng ta nói cho rằng luôn luôn tài nguyên là có rất là hạn hẹp. Chúng ta chỉ có 3 cái từng tài nguyên. Một là trên không, mà đô thị thì có lẽ là rất là hiếm khi chúng ta sử dụng được trên không. Máy bay không thể bay được trên không, đúng không? Có thể trong tương lai có ô tô bay thì có thể hỗ trợ được, đúng không ạ? Trên mặt đất thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang một áp lực cực kỳ mạnh mẽ, rất là kinh khủng. Thậm chí chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang lạm dụng quá mức ở trên mặt đất. Và còn một cái thứ nữa, tài nguyên nữa ở dưới mặt đất, thì hình như là ở đô thị chúng ta chưa sử dụng đến, Vậy thì lúc này tôi nghĩ rằng đã muộn rồi đấy, so với các quốc gia khác hàng trăm năm, đúng không ạ? Thì chúng ta nên bắt đầu từ cái triển khai những cái hệ thống giao thông dưới mặt đất là một cái điều tuyệt vời nhất, rất là khả thi trên rất nhiều các góc độ. Như anh vừa nói về vấn đề quy hoạch thì đúng là chúng ta cái tầm nhìn chúng ta quá chậm. Như là anh Tuấn biết là cũng có một số cuốn sách mà tôi viết là từ những năm 80, 90 là tôi đã kêu gọi làm tàu điện ngầm rồi. Kêu gọi tàu điện ngầm, phân tích tại sao làm tàu điện ngầm, ích lợi như thế nào. Đối với Việt Nam nó không có gì mới, nó lạ đâu. Thế giới đã làm cái này 50, 100 năm rồi. Thế nhưng mà các vị không chuyển động mấy. Các vị là cái năm mà tôi làm ở vụ vận tải là tôi phụ trách cái phòng hành khách của Bộ Giao thông ấy, là tôi bảo vệ đến cùng là cái giữ cái tàu điện Hà Nội đấy. Nhưng mà các ông bóc đi. Cái này là chuyện hoàn toàn có thực. Tôi là người trong cuộc, tôi giữ đến cùng. Đến năm 89 các ông bóc đi. Thì tôi nói sơ qua một mấy giây về cái tàu điện. Tàu điện nó là một hệ thống của đường sắt đô thị, đúng không ạ? Và nó là hệ thống người ta gọi là tàu cổ điển. Cổ điển ở đây nó giống như nhạc cổ điển ấy. Tức là nó càng ngày càng đẹp lên chứ không bao giờ nó mất đi được. Trên thế giới tất cả hàng trăm thành phố sử dụng tàu điện là đều người ta vẫn giữ. Và có một số thành phố như là Philadelphia của Mỹ là người ta bóc đi, bây giờ người ta lại khôi phục lại. Tức là tàu điện là một cái phương tiện đi lại trong đô thị cực kỳ hợp lý, cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Vì nó tận dụng cái đường sắt. Đường sắt là hệ số cả rất thấp. 1 kW điện có thể chở bao nhiêu người, phải không ạ? Này, chúng ta thấy là một cái tàu điện. Bây giờ là tàu điện, bây giờ là hay là tàu điện ngầm cũng thế, metro cũng thế. Những cái toa metro bây giờ là cơ giới hóa hết rồi. Tức là không phải là đầu máy kéo, mà tất cả các toa đều là lắp động cơ điện hết. 250 kW hoặc là ở Nhật là 260 kW. Thì cho nên là khi mà cấm điện vào và điều khiển thì đoàn tàu nó vút đi rất nhanh với tốc độ 80 đến 100 km/h. Vì vậy cho nên là người lên bao nhiêu cũng được. Chỉ có không chủ ngồi thôi. Cũng như ô tô anh lên nhiều quá thì anh vỡ luôn. Ở đây thì nó là đường sắt và cái lực cản về ma sát rất thấp, cho nên người ta tận dụng cái đường sắt đô thị ở trong thành phố để người ta chở một khối lượng rất lớn như các anh nói, như là dòng thác nước có thể là có thể hàng chục vạn, 20-30 vạn trên một tuyến. Thì ở đây tôi nói thế thì thấy rằng là tại sao người ta làm tàu điện ngầm là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta đến năm 90 rồi là đến năm 2000 chúng ta cứ báo chí cứ nói là sẽ xây dựng tàu điện ngầm nhưng mà mãi không xây dựng. Tôi dự toán trong các cái bài báo, một số gửi bài báo kể cả báo Nhân dân, chúng tôi dự báo là phải đến năm 2005 phải có cái tuyến tàu điện ngầm đầu tiên cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì mới cứu vãn cái ùn tắc giao thông. Nhưng mà bây giờ đến nay chưa có một cái cây số nào cả. Vì vậy cho nên là các anh thấy rõ ràng là đây những người khoa học ở đây người ta thấy là chúng ta quá chậm hơn so với cái nhu cầu. Tới giờ giữa cung với cầu nó lệch hàng 20-30 năm, 30-40 năm. Đến khi mà dòng nước nó ứ rồi, phải không ạ? Cái mật độ của Hà Nội thì nó quá cao rồi, Thành phố Hồ Chí Minh quá lớn rồi. Thì một cái mét đất của Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bây giờ không thua gì Tokyo. Tokyo bây giờ 250.000 đô la một mét vuông. Hà Nội mình có nơi gần tỷ một mét vuông, phải không ạ? Cho nên là đất nó thành vàng rồi. Thì chúng ta bắt đầu mới sực nhớ ra phải làm metro. Thì nó quá chậm. Và khi mật độ nó quá cao rồi thì chúng ta phải phá nhà của dân đi để chúng ta xây. Thế rồi là rõ ràng là những cái con đường trước đây chúng ta tầm nhìn là tầm nhìn xe đạp và xe máy. Thì khi ô tô nó phát triển quá nhanh thì chúng ta lại phải mở rộng ra. Mà biểu rõ nhất là đường trường chinh. Thì tôi thấy là đó là cái điều đáng buồn là chúng ta quy hoạch tầm nhìn và chiến lược chúng ta nó không được sắc nét, nó không được hợp lý, nó không tiếp cận được với thực tiễn. Do đó cho nên bây giờ chúng ta sửa chữa thì hơi muộn. Và do đó cái hậu quả và cái hệ lụy sẽ rất lớn. Tuy nhiên là số trước là các khách mời còn nói rằng là đến tháng 9 năm 2018 này là chúng ta đã đi vào chạy thử cái tuyến Cát Linh Hà Đông ấy ạ. Và chúng ta nên lạc quan, chúng ta nên tin tưởng đến tháng 12 là có thể vận hành về thương mại rồi. Thì như vậy là chúng ta rõ ràng là sẽ có những cái phương tiện như là chúng ta mong đợi. Thì không biết các khách mời đây có được lạc quan đến các số trước không ạ? Như anh Tuấn vừa nói thì tôi thấy rất nhất trí, tức là chúng ta làm một con đường độc đạo, không ạ, sẽ nối kết yếu kém. Vâng. Thì tôi rất lo, mà tôi lo với tinh thần trách nhiệm chứ không phải vì tôi là chỉ là anh cá nhân thôi mà. Nhưng mà tôi lo vì sao tôi là làm cái nghề đấy, cho nên là khi nó không hiệu quả thì mình thấy rất là buồn. Thế thì con đường ta làm rồi, đi đúng hướng rồi, ta làm một cái đường trên cao, được rồi cũng được đi. Nhưng bây giờ chúng ta đã chậm 3-4 năm rồi, nhân dân khao khát mong đợi, phải không? Mãi không thấy gì. Thế bây giờ thì dòng cái đường Nguyễn Trãi từ chỗ nó ít người thế bây giờ nó dày đặc như vậy. Thế thì khi ta làm thì cũng sẽ có người đi, cái số người đi ban đầu sẽ đông, nhưng mà cái sự nối kết nó yếu kém. Tôi cũng nhắc Sở Giao thông và cũng nhắc cả một số người chuyên môn là bây giờ ông nên tổ chức ngay những cái bến xe buýt ấy, ở các cái trạm mà ga của cái tuyến Hà Đông Cát Linh ấy, một vài trạm nối kết để hành khách xuống đó ta còn đi tiếp nữa, hoặc là tổ chức xe đạp hoặc là tổ chức gì đó thì để cái sự nối kết nó sẽ là tạo ra một cái liên thông trong giao thông, thì là sau này dân người ta đi, người ta quen rồi thì người ta mới cảm thấy là bị thu hút vào để người ta đi. Chứ nếu mà tuyến độc đạo như thế này tôi lo là thời gian đầu sẽ đông nhiều người đi mang tính hiếu kỳ, nhưng mà sau đó thì sẽ là không nhiều lắm đâu. Và lúc đó thì chúng ta gần như ném qua cửa sổ. Đúng. Thì chúng ta lưu ý ngay từ bây giờ cái việc kết nối giao thông để tạo ra một cái mạng lưới giao thông nó hợp lý, nó liên thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thì người ta sẽ thu hút và người ta sẽ đi nhiều hơn. Các cái ý kiến của ông Vinh, ông Thủy thì đúng thực sự cái nhìn nhận của ông là rất có tầm nhìn. Tôi đánh giá là như vậy. Lý do đơn giản thôi là khi chúng ta thực hiện một chuyến đi bằng giao thông công cộng thì trong cái chuyến đi đó nó sẽ có tỷ lệ thời gian mà chúng ta ngồi ở trên xe hay trên tàu, và cái tỷ lệ thời gian mà chúng ta phải dành cho việc đi bộ và trung chuyển, kết nối với các tuyến, chờ đợi để kết nối với các tuyến giao thông cộng khác. Thì hiện nay nếu nói trên cái hệ thống xe buýt của Hà Nội thì cái tỷ trọng đấy là 50-50, tức là thời gian ngồi trên xe chúng ta ngang bằng với thời gian chúng ta phải đi bộ và thời gian chờ đợi trung chuyển các tuyến. Nếu như đường sắt đô thị không làm được tốt hơn thì chúng ta cũng sẽ có một cái hệ thống giao thông cộng mà trong 10 năm trở lại đây không có bất kỳ một tăng trưởng nào trong cái tỷ lệ đảm nhận của chuyến đi, thậm chí là giảm theo thời gian. Thì kết nối, tính kết nối liên thông và tạo sự thuận lợi trong việc tiếp cận đến các cái nhà ga, bến xe bằng mọi hình thức, không chỉ có xe buýt mà kể cả giao thông cá nhân cũng phải được kết nối và trung chuyển ở đó. Thì đấy là bài toán mà quy hoạch của các nước họ đều làm, họ đều thực hiện. Nhưng hiện nay chúng ta mới chỉ nhìn thấy các bộ khung của metro, của đường sắt ở trên cao thôi, chứ chúng ta chưa nhìn thấy cái phần kết nối kia được thực hiện như thế nào. Thì rõ ràng là cái hiệu quả của nó sẽ không được như kỳ vọng, như mong đợi. Nhưng còn quay trở lại cái ý kiến của anh Hòa khi nãy nói về cái tầm nhìn quy hoạch, về đối với những hệ thống này chúng ta phải có tầm nhìn trăm năm. Với những hệ thống xe buýt chúng ta rất là linh hoạt để tổ chức lại trên mặt đất, nhưng với hệ thống metro đã xây cố định ở trên cao hoặc là xây ngầm thì tầm nhìn đó nó phải là 100 năm để chúng ta mới có phát triển bền vững được. Và trong cái tầm nhìn đó chúng ta phải xem xét cái việc tích hợp, đấy người ta gọi là quy hoạch tích hợp giữa giao thông công cộng với phát triển đô thị và sử dụng đất. Thì đó là mà khai thác cái không gian ngầm là cái yếu tố cực kỳ hấp dẫn. Đúng. Để làm được điều đấy thì rõ ràng nó sẽ phải có cả một cái cơ chế để chúng ta thực hiện khai thác không gian ngầm. Và trong cái cơ chế đó thì cái việc huy động những nguồn lực từ tư nhân, từ gọi là hợp tác công tư PPP là cái điều thực sự là rất tiềm năng để thực hiện. Là chúng ta hiện nay không thiếu những tập đoàn, những doanh nghiệp lớn mà họ sẵn sàng xem xét đến bài toán đầu tư đó. Và chúng ta cũng hiện nay xét về mặt công nghệ là trên thế giới đã sẵn sàng rồi. Và ở Việt Nam tôi khẳng định là nếu như cái tiền để làm metro cho doanh nghiệp Việt Nam làm, tôi cũng khẳng định là Việt Nam có thể làm được khoảng 70%, chỉ trừ một số công nghệ chúng ta phải nhập khẩu và một số thiết bị chúng ta phải nhập khẩu thôi. Còn mọi thứ nó đã có sẵn sàng về mặt công nghệ để chúng ta thực hiện được. Nhưng vấn đề còn lại là một cái cơ chế trong việc phối hợp thực hiện và cái cơ chế trong việc thu hút đầu tư để chúng ta khai thác được những nguồn lực đó. Tôi cho rằng cái việc vừa nãy chúng ta nói phân tích về cái trên mặt đất hay dưới ngầm ấy là phần lớn trong các dự án là chúng ta mới phân tích về cái vấn đề chi phí vật lý, cái chi phí thực tế của xây dựng của một cái tuyến đường ở trên không hay là tuyến đường dưới mặt đất thôi, mà hầu như chúng ta chưa bao giờ phân tích cái vấn đề chi phí cơ hội. cho tương lai. Mà như vấn đề tôi chia sẻ đấy, về mất về cảnh quan, như chúng ta đã nói, mất cảnh quan này, mất về cơ hội kinh doanh của những người bên đường này, chiếm dụng đường của những các cái mảng giao thông khác này, rồi rất nhiều yếu tố khác nữa liên quan đến môi trường, hay là như cái vấn đề như thầy Thủy vừa chia sẻ. Vậy thì tất cả những yếu tố đấy đều được phải cộng vào vấn đề chi phí của một cái dự án đầu tư. Thì nếu như cộng tất cả vào như vậy thì cho rằng cái vấn đề khai thác cái ở dưới lòng đất ấy, nó hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Mà nếu như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa hàng trăm năm ấy, và đặc biệt nếu coi đó là một cái di sản cho quốc gia, thì thực sự cần phải suy nghĩ rất là kỹ, rất là chín chắn, và hãy làm cái hình thức là tại sao các quốc gia khác người ta không làm trên mặt đất mà người ta làm dưới lòng đất, đúng không ạ? Thì có lẽ chắc chắn họ đã phân tích rất kỹ rồi, họ đã nhìn ra rất nhiều yếu tố rồi. Họ mới có 1 triệu dân mà họ đã làm, còn chúng ta đến cả chục triệu dân. Thì cái việc đấy là chúng ta còn một yếu tố nữa mà chúng ta ngày nay rất nhiều gia đình thực sự luôn khi nằm đường họ đã là thảm họa đối với gia đình họ. Bởi vì sao? Họ đang sống, họ đang rất nhiều những cái vấn đề kinh doanh cơ hội của họ đang sống ở đó. Lập tức vì nằm đường cho nên họ phải chuyển ra một cái vùng kinh tế mới, ra một cái vùng khu vực mới, bạn bè bị mất, kinh doanh bị mất, và rất nhiều những gia đình thực sự luôn đã ảnh hưởng trực tiếp đến những các cái vấn đề mà làm đường, giải phóng mặt bằng. Và như vậy chúng ta chưa bao giờ phân tích ra vấn đề đã bao nhiêu gia đình ở trong xóm này đã bị phá sản. Thay vì chúng ta mới nói rằng chúng ta trả cho họ một cái ngôi nhà mới, nhưng ngôi nhà mới đấy chỉ là cái nhà để họ ở thôi. Còn cái nhà để họ làm kinh doanh, họ sống thế nào cho gia đình họ thì chúng ta chưa bao giờ phân tích. Và đấy, cái yếu tố đấy thì tôi cho rằng cần cũng phải đưa vào trong cái dự án. Đó là cái vấn đề gọi là chi phí cho cái dự án đấy. Và để chúng ta chọn lựa rằng chúng ta nên đi ngầm hay là trên mặt đất. Về cái chi phí đối với tàu điện ngầm thì tôi xin có ý kiến thêm. Tức là hiện nay thì chúng ta có hòm, chú anh Tuấn có nắm tổng kết chưa, nhưng mà hòm là cái giá của Việt Nam mình. Nhưng mà tôi không đồng tình với cái giá này. Giá của Việt Nam mình ấy là tổng kết qua là Việt Nam mình mới có 12-14% ngầm thôi. Thế mà nghe nói Bộ trưởng Bộ Giao thông là định là duyệt là khoảng 97 triệu đô la một cây số thì tôi thấy quá đáng. Phải nhớ là có 14% ngầm thôi nhé. Trong khi đó Pháp 60% ngầm là người ta có trên 80 triệu đô la một cây số thôi. Như vậy là mình chấp nhận mình là đắt hơn của Pháp. Thế tôi thấy vô lý. Tôi xin mạo muội tôi nói này, tức là đối với Việt Nam mình ấy, như anh Hòa nói vừa rồi là đúng. Chúng ta đã xây dựng ngầm rồi. Xin nói là bây giờ cái thủy điện Hòa Bình hay là thủy điện Sơn La, chúng ta công nhân Sông Đà người ta đã xây dựng hàng bao nhiêu mấy chục cây số ngầm rồi. Tức là nói cách khác là xây dựng ngầm của mình, đèo Hải Vân chúng ta đã làm ngầm được rồi. Thế tại sao chúng ta lại phải quá phụ thuộc vào cái kỹ thuật nước ngoài? Thì chúng ta có thể tận dụng cái công nghệ đó để chúng ta làm các cái đường ngầm ở trong thành phố. Tất nhiên chúng ta nhập thêm những cái máy tự động thì chúng ta sẽ ráp khuôn lắp ráp vào để chúng ta xây dựng, thì nó giảm bớt rất nhiều là cái đắt về công nghệ. Cái thứ hai là vật tư trong nước nó rẻ hơn. Thứ ba là lương công nhân mình thấp hơn, phải không ạ? Thế tại sao chúng ta lại đòi là đắt hơn của nước ngoài, phải không ạ? Trong khi đó chúng ta ngầm hóa có 14% thôi, còn đi trên cao, và đi trên cao thì nếu lấy lý thuyết thì nó phải rẻ hơn đi dưới ngầm khoảng 3-4 lần. Thế thì ở đây tôi không thống nhất với cái cách tính toán của Bộ Giao thông. Ở đây tôi không nói là cái số tiền còn lại họ làm cái gì, đúng không ạ? Chúng ta chưa có kiến giới, chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta bớt những cái tiền ngoài lề đi, phải bớt từng đồng tiền của người dân đi để mà tập trung xây dựng vào công trình thì theo tôi là tốt nhất. Ông Tuấn có thể có ý kiến kết thúc chương trình về những cái số liệu rồi. Về góc độ chi phí thì tôi cũng có được tham gia một số cái dự án để rà soát lại cái tổng mức đầu tư của dự án. Thì tôi thấy là tổng kết lại một số tuyến metro chúng ta đang triển khai hiện nay thì cái chi phí bỏ vào phần xây dựng nó chiếm cái cấu khoảng 4%. Chi phí phần còn lại thiết bị, trang thiết bị chiếm khoảng 25%. Chi phí giải phóng mặt bằng, giải phóng mặt bằng nó chỉ tập trung ở cái phần depo của tuyến thôi. Còn trên tuyến thì chúng ta đang tận dụng lại cái không gian sẵn có. Nên cái chi phí giải phóng mặt bằng nó rất là nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3%, dưới 5% thôi. Và các chi phí khác là chi phí dự phòng khoảng gần 10%. Đó. Thì trong cái cơ cấu chi phí như vậy thì hai chi phí lớn nhất vẫn là chi phí xây dựng và chi phí trang thiết bị. Thì cả hai chi phí này xét về mặt công nghệ sẵn có thì chúng ta đều hoàn toàn có thể nội địa hóa phần lớn. Tôi chưa nói là 100%, nhưng tôi khẳng định là với những cái năng lực của doanh nghiệp Việt Nam thì có thể nội địa hóa đến 70% và vẫn đảm bảo được cái chuẩn chất lượng như vậy. Cái việc chúng ta làm là đưa ra cái chuẩn về kỹ thuật, chuẩn về chất lượng và chuẩn về kết nối. Thì còn lại nhà thầu nào có khả năng làm được cái chuẩn đó thì họ hoàn toàn có thể cung cấp giải pháp với cái sức cạnh tranh lớn hơn. Còn hiện nay vấn đề chúng ta đang gặp là tất cả những cái tuyến metro chúng ta đang làm là đều phụ thuộc vào nguồn kinh phí ODA. Vốn ODA có rất nhiều cái ràng buộc. Mặc dù là lãi suất thì là ưu đãi, nhưng cái phần ràng buộc còn lại, là chi phí tư vấn này, chi phí phải sử dụng nhà thầu nước ngoài và chi phí thiết bị phải nhập khẩu của họ. Thì những chi phí đó hoàn toàn chúng ta với khả năng nếu chúng ta nội địa hóa được 70% thì chúng ta có thể cắt giảm và tiết kiệm được cái chi phí đó đến tối đa được khoảng 3 thậm chí là 50% trong tổng mức đầu tư của công trình. Như vậy thì so sánh một tổng thể một chút thì những tuyến metro mà đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay là New York và Hồng Kông. Thì những tuyến này có những đoạn tuyến họ làm lên đến 250 triệu đô la trên 1 km. So với chúng ta thì đắt đỏ hơn, nhưng mà họ làm, hãy nhìn vào cái quy mô họ làm và cái phần không gian ngầm và họ tích hợp bên trong đó. Và những cái thành phố mà gần đây họ xây dựng thì chi phí cũng không đến mức đắt đỏ như thế. Chi phí thông thường là rơi vào trong khoảng từ 60 cho đến 100 triệu đô 1 km là phần lớn. Còn nếu các nước hiện nay đang ở Pháp thì ở Paris thì chi phí đó rơi vào khoảng 150 trên 100 triệu cho những tuyến hiện đại sau này gần đây trên 100 triệu đô. Và chúng ta thì rõ ràng là hãy học hỏi những nước mà họ đã có khả năng mà trước đây họ cũng phải nhập khẩu công nghệ như chúng ta, nhưng gần đây họ đã nội địa hóa được. Gần đây thì chúng ta có Malaysia, họ nội địa hóa được rất nhiều. Cũng rất gần chúng ta rồi, hoàn toàn có thể học hỏi được. Chúng tôi biết là nếu mà tiếp tục trao đổi thì chúng ta còn rất là nhiều thông tin, rất là nhiều những cái thắc mắc từ phía người dân, từ phía doanh nghiệp, ví dụ như là phía của ông Hòa với góc nhìn của chúng tôi nữa, rồi những cái giải đáp từ ông Thủy hay là từ ông Tuấn. Tuy nhiên với một chương trình đối thoại này tôi nghĩ là cũng đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng về thông tin của quý vị khán giả của chúng tôi với những con số, những phân tích, những sự so sánh của các khách mời. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và giúp chúng tôi có một buổi trao đổi hữu ích, và thực sự là phần nào chúng tôi cũng đã có thêm những thông tin để tiếp tục làm các chương trình còn lại phục vụ cho quý vị khán giả. Chúng tôi rất là và cả những người làm chính sách nữa. Chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình đối thoại của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.